Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, bát nhang là biểu tượng tâm linh linh thiêng trên bàn thờ. Đây là cầu nối thể hiện tấm lòng tưởng niệm, tưởng nhớ cũng như ước nguyện của gia chủ với các vị thần linh gia tiên. Theo quan niệm của dân gian, chuẩn bị năm hết Tết đến, các gia đình thường dọn dẹp lau chùi bàn thờ thổ công gia tiên để mời các cụ về ăn Tết. Trong công việc dọn dẹp bàn thờ, việc lau bát hương, tỉa chân hương là quan trọng số một, cần phải được làm một cách thành kính, cẩn trọng. Cách rút chân hương ngày ông công ông táo như thế nào cho đúng? Những đại kỵ khi cúng và tỉa chân nhang ngày tiễn ông táo về trời cần biết để năm mới có nhiều may mắn và tài lộc. Kính mời quý vị hãy cùng theo dõi video này hôm nay của chúng tôi sau đây nhé. Thứ nhất là cách rút chân hương ngày ông công ông táo. Vào dịp cuối năm là lúc con cháu hướng về tổ tiên, các vị thần linh cầu mọi sự bình an, tỏ lòng hiếu thuận. Vào cuối năm, nhiều gia đình thường có nhu cầu bốc lại bát hương. Lý do của việc thay đổi này là do trong nhà đang có nhiều bát hương cần gộp lại, hoặc có ít quá, một bát chung cần tách ra hay thay đổi bát hương cho đồng bộ. Theo quan niệm của dân gian, chuẩn bị năm hết Tết đến, các gia đình thường chọn dẹp lau chùi bàn thờ thổ công, gia tiên để mời các cụ về ăn Tết. Trong công việc dọn dẹp bàn thờ, việc lau bát hương, tỉa chân hương là quan trọng số một, cần phải được làm một cách thành kính, cẩn trọng. Công việc dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân hương thích hợp nhất là sau lễ ông công ông táo. Người được lựa chọn cho công việc này phải là người chỉnh chu, có tâm trong công việc thờ cúng ở trong nhà. Người được lựa chọn làm công việc dọn dẹp cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thực hiện công việc với sự thành tâm. Nhiều gia đình cẩn thận còn biện sửa lễ vật để xin phép, có lời thông báo để các cụ tạm lánh trong thời gian con cháu dọn dẹp. Sau khi thắp một nén hương, xin phép trên bàn thờ, gia chủ sẽ rút từng chân hương một cho đến khi còn lại một vài chân hương đẹp nhất. Thường là ở con số lẻ 3579. Số chân hương đã rút đi này sau đó được mang hóa, tro đổ xuống sông hoặc dùi vào gốc cây. Sau khi hoàn thành công việc cũng phải có nén nhang cẩn báo với các cụ. Quan điểm của người Việt cũng cho rằng việc tỉa chân hương hay là lau chùi bàn thờ nên tuyệt đối giữ sự yên tĩnh cho bát hương, không được làm xê dịch di chuyển. Việc tỉa chân hương không kèm theo điển tích nào của người xưa, mà chỉ là một công việc dọn dẹp bình thường, bỏ đi những thứ thừa thải. Bởi chân hương chính là phần còn lại của nén hương sau khi đã đốt hết phần tỏa hương thơm. Hơn nữa, việc dọn dẹp bát hương, tỉa chân hương cũng là để đảm bảo mỹ quan cho bàn thờ sạch sẽ sáng sủa. Cũng có người quan niệm rằng bát hương đầy đặn, chất ngất chân hương thể hiện lòng thành của con cháu với thổ địa tổ tiên. Những bát hương như thế sẽ mang lại tài lộc cho gia chủ. Ngược lại, cũng có người thường có thói quen sau mỗi lần thắp hương đều dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, đồng thời rút sạch chân nhang để bát hương quang đãng, không che mắt thần linh tiên tổ. Tuy nhiên, theo đa số, việc dọn dẹp bàn thờ tỉa chân hương thường làm vào cuối năm. Và một lần nữa, nếu thấy cần thiết, đó là trước ngày gia đình có giỗ, giỗ cụ tổ, giỗ ông, giỗ cha mẹ. Thứ hai là nghi thức thay chân bát hương ngày Tết. Sử dụng bát hương, gia chủ phải đặt bát hương nơi bàn thờ sạch sẽ, không nên để quấy tạp. Mỗi khi sắp xếp lại bàn thờ, thường vào ngày 23 và 30 tháng chạp, phải khấn vái xin phép và chỉ được di chuyển bình hoa, chén nước, đỉnh đồng, đèn, còn bát nhang, bàn dị đã định vị thì không được xê dịch. Sau khi dọn bát hương, bàn dị bàn thờ, phải lấy tay giữ không cho xoay, rồi lấy khăn sạch ẩm, phun rượu, cho pha gừng giả nhỏ, nước hoa, lau cho sạch. Quan điểm không để động bát hương chỉ phù hợp với từng nơi thôi nhé. Có nhiều nơi vẫn bê bát hương xuống lau chùi bình thường. Lưu ý là trước khi làm lễ rút chân hương bàn thờ vào ngày 23 tháng chạp, các bạn nên đọc bài khấn
xin lau dọn bàn thờ để xin phép thần linh tổ tiên cho phép bao sái bát hương. Cách rút bớt chân bát hương. Đồng thời khi chân nhang quá nhiều, cần rút bớt, nhớ là để lại 1, 3, 5, 7 hoặc 9 chân, tức là số lẻ. Những chân nhang đã nhổ cần đốt, thả tro xuống sông suối. Bát nhang bỏ đi, thí dụ bát nhang của bàn thờ dông, cần thả xuống sông suối. Tốt nhất là đặt trên miếng xốp nổi, tránh dứt bỏ nơi quấy tạp. Mỗi khi cầu cúng cần mở rộng cửa, thắp đèn trước, rót nước, rót rượu, dương cầu âm, rồi thắp hương và khấn cúng yêu cầu. Chú ý thắp 3 hay là 5 nén hương, bởi 3 năm là số lẻ, thuộc dương, mà dương thờ âm là hợp lẻ. Nếu thắp quá nhiều hương sẽ mở đường cho thập loại chúng sinh đến, tạo ra sự lộn xộn, phiền toái cho thần tổ tiên mình thỉnh cầu. Hãy nhớ rằng khi thắp phải để hương cháy đều, dùng tay phẩy nhẹ cho tắt lửa, không thổi. Khi cắm hương cần cắm cho ngay ngắn mới có tác dụng dẫn lời thỉnh cầu tới đúng nơi cần đến. Đồng thời không cắm chồng các chân hương lên nhau nhằm tránh tạo ra những lớp thô cũ và thanh mới và phòng bốc quả. Trường hợp bát hương tự nhiên bốc cháy, dân gian cho rằng báo điềm hóa âm là khi chân hương cháy âm ỉ từ trong ra rồi đổ ra xung quanh, thường liên quan đến mồ mả. Thờ cúng còn hóa dương là cháy từ trên xuống, có liên quan đến nhà cửa, cuộc sống hàng ngày. Khi đó cần để hóa hết, nhưng nhớ phòng hỏa hoạn, đừng dùng lửa dập tắt, tránh thủy hỏa giao tranh. Nếu đang cầu cúng mà hương tắt, cứ để như thế mà châm lửa tiếp, đừng nhổ lên đốt lại, bởi khi nhổ lên cắm lại thành hương thừa mất gốc, cầu cúng mất linh nghiệm. Cổ nhân cho rằng ngoài lý do hương kém phẩm chất thì cần phân biệt hương tắt ở phần trên là ở thiên, liên quan đến nóc nhà bàn thờ, hương tắt ở đoạn giữa là nhân, liên quan đến thành viên gia đình, hương tắt ở đoạn cuối nghĩ đến địa, liên quan đến mồ mả đất cát. Trường hợp nếu bạn muốn thay tro thì các bạn đốt rơm nếp lấy tro nhé. Các bạn nhớ giữ lại cố bát hương, đừng có dứt đi đấy, dứt đi thì mất hết lộc. Các bạn muốn thay bát hương mới thì để đầu xuân cúng tạ đất thì thay một thể. Các bạn có thể nhờ thầy đến giúp. Nếu còn cố bát hương thì lấy lại, nếu không còn thì các bạn nhờ thầy viết cho. Tuy nhiên cần mua bát hương sao cho phù hợp với bàn thờ, đốt rơm nếp lấy tro và cho vào bát hương. Giả gừng tươi và một chút nước lã hay rượu trắng, lấy cành tre có lá nhỏ nhúng vào bát nước gừng, sau đó dẫy vào bát hương để tẩy quế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, nhiều bà bầu muốn đi vào chùa cầu an cầu phước cho gia đình và con cháu. Tuy nhiên theo quan niệm dân gian, bà bầu không nên đi chùa vì ở chùa nhiều âm khí sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí còn có quan niệm chùa là nơi nhiều vong linh. Nếu có bầu mà đi chùa, thai nhi dễ bị cướp mất vía. Chính bởi quan điểm đó mà nhiều bà bầu không dám đi lễ chùa, phải kiêng cữ. Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia để hiểu rõ hơn về thực hư của chủ đề bà bầu có nên đi chùa dịp Tết hay không. Kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe và chiêm nghiệm về vấn đề này. Thứ nhất, lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Sông Hà. Trả lời chuyên môn về vấn đề này, chuyên gia phong thủy Nguyễn Sông Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phong thủy Dương Công Cám Châu Thế Giới Phân hội Việt Nam cho rằng, bà bầu nên hạn chế ra chùa. Trong quá trình bầu bí, mọi người phải để ý đến thai giáo, không nên ra chùa, ra nghĩa trang nghĩa địa và không nên đi đám ma. Đó là nguyên tắc, vì chùa có nhiều vong đói, vong khát, vong nương tựa. Nếu bà bầu đi ra chùa họp, khi sinh con sẽ khóc. Em bé không phải khóc dạ đề, mà khóc gào khóc thét, khóc như là có người cắn bú. Bởi không có trường hợp nào khóc dạ đề đến 8 tháng hay là 10 tháng. Nói chung, mang bầu mẹ nên hạn chế đi chùa,
Bà bầu cầu nguyện có thể phát tâm giái vọng chứ không cần phải ra chùa. Chưa kể đi chùa đến chỗ đông người chen lấn sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của thai nhi. Chuyên gia Hà nhấn mạnh như vậy. Bên cạnh đó, theo tâm linh, đạo Phật thì vô thần, nhưng đạo giáo và các tín ngưỡng bản địa là hữu thần. Trong hệ thống những vị thần này, có nhiều vị thánh dữ hoặc những vị thánh rất kỵ đàn bà. Do đó mà tốt nhất bà bầu nên kiêng tới đền, miếu để tránh những rủi ro không cần thiết. Thứ hai là lời khuyên của chuyên gia Phật học Nguyễn Mạnh Cường. Theo chuyên gia nghiên cứu Phật học Nguyễn Mạnh Cường, Viện Phật học Việt Nam, chùa chiền là chốn linh thiêng thanh tịnh, cũng là nơi chúng sinh ngoài thế tục tỏ lòng tín ngưỡng Phật, gieo mầm cơ duyên với Phật Pháp, kết thiện duyên, tiêu tai giải nạn. Ngày xưa, người phụ nữ có bị cấm tới đình làng và một số nơi thờ tự. Phụ nữ chưa sạch khi đến tháng thì nên kiêng đi đến đình làng và một số nơi thờ tự. Tuy nhiên, từ xưa tới nay chưa bao giờ có chuyện cấm bà bầu đi chùa, bởi chuyện sinh nở không ảnh hưởng gì khi đi lễ chùa. Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng khuyên bà bầu đi chùa được, lễ chùa ở đâu cũng tốt cho mẹ cho con. Tuy nhiên, lành nhất là đến chùa thắp hương, còn những nơi thờ tự khác thì bà bầu nên hạn chế đi đến. Ngoài ra, bà Trịnh Thị Lan, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người cũng khẳng định bà bầu đi lễ chùa hoàn toàn được, nhưng các bà bầu nên hạn chế đi lễ ở các đền miếu phủ, nên tránh đi vào cửa cô, cửa cậu, đặc biệt là tránh tới nơi hầu đồng. Liên quan đến những giá trị về sức khỏe sản phụ khoa, bác sĩ Phạm Ngọc Hà, khoa sản 2 Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ đưa ra những khuyến cáo đến các bà bầu trong việc chăm sóc thai kỳ vào dịp lễ Tết, nhất là việc đến chùa chiền hoặc những nơi đông người. Vậy, muốn đi lễ chùa, bà bầu nên lưu ý điều gì? Thứ nhất là lưu ý khi bà bầu đi lễ chùa đầu năm. Phụ nữ có thai cần hạn chế đến những chùa lớn, nơi tập kết đông người đến thăm viếng. Vì ở những nơi quá đông người, chen lấn xô đẩy, ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, nhất là sẩy chân bị ngã, rất nguy hiểm. Chưa kể chùa chiền lễ Tết có nhiều hương khói, không khí những nơi này sẽ ngột ngạt với thai phụ. Đặc biệt, với những người sức đề kháng kém thì rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Bà bầu chỉ nên đi lễ chùa nếu thấy sức khỏe cho phép, nhất là thai nhi khỏe mạnh. Nếu cơ thể yếu, bà bầu dễ động hoặc sẩy thai. Bà bầu đi chùa thì cần lên kế hoạch chọn thời gian đi sao cho phù hợp, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mẹ và thai nhi khi đi lại. Một người con hướng Phật thì dù ở đâu cũng có thể cầu niệm được, chứ không nhất thiết là phải đến chùa. Bà bầu tránh đi lại nhiều và xa, khiến cho sức khỏe mệt mỏi quá mức, bởi thế nếu có chỉ nên đi chùa gần nhà. Nếu có tới lễ chùa, bà bầu nên để tinh thần thư giãn bằng việc giảng cảnh, tìm điểm nghỉ chân hợp lý để sức khỏe được đảm bảo. Người nhà Phật có câu nhất niệm Tây Phương, có nghĩa là một ý niệm thôi cũng đã đến miền Đức Phật rồi, đã được thân Phật chứng. Thế nên không nhất thiết phải đi chùa nếu như trong tâm ta có Phật. Và trong Phật giáo cũng không dạy ta phải đi chùa thắp nhang, thắp hương mới có công quả, mà Phật dạy chúng ta nên hành thiện tích đức, đó mới là điều Phật muốn và kết tích nhiều công quả nhất. Thứ hai, bà bầu đi chùa cần kiêng kỵ điều gì? Đi lễ chùa bạn phải ăn mặc giản dị, sạch sẽ, đặc biệt là không mặc váy ngắn, quần cục, áo hở lường hở nách. Vào chùa nên đi từ cửa bên, không đi cửa chính giữa, đồng thời không dẫm lên bậu cửa khi bước vào, nếu không sẽ phạm tội bất kính. Vào Phật đường, đi vòng quanh tượng Phật, khu vực Tam Bảo, đi từ phải sang trái, niệm tên Phật A Di Đà Phật. Khi đi lễ chùa, bạn nên thắp hương tại đỉnh đặt bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa. Không đứng hoặc quỳ chính giữa Phật đường lễ Phật, mà nên quỳ lễ chết sang bên trái hoặc bên phải một chút. Đi chùa không nên chụp ảnh quay phim tùy tiện trong chùa.
Khi đứng khấn vái không nên đứng thẳng ở trước bàn thờ mà nên đứng chéo sang một bên. Không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay tịnh. Không nên sắm sửa vàng mã tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì thí chủ đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong ba mùng Tết đến xuân về, các nghi lễ thờ cúng đều rất quan trọng vì có những ý nghĩa riêng. Sau khi rước ông bà về ăn Tết cùng con cháu, cúng mùng 1 thì mùng 2 cũng tương tự như vậy. Cúng mùng 2 cũng mang ý nghĩa mời thần linh gia tiên ăn cơm phù hộ cho con cháu trong nhà. Thứ nhất là ý nghĩa của ngày mùng 2 Tết. Tết Nguyên Đán là dịp đoàn viên của con cháu gần xa trong gia đình sau một năm dài. Theo phong tục, mọi người thường đi chúc Tết bà con họ hàng gần xa vào mùng 2 Tết. Việc thờ cúng thực hiện đầy đủ từ mùng 1 Tết cho đến hôm hóa vàng. Việc thờ cúng trong Tết Nguyên Đán là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, thành kính tới ông bà tổ tiên, các vị thần linh phù hộ, che chở gia đình qua một năm bình an vô sự. Đồng thời mong cầu tổ tiên, các vị chư thần cai quản trong khu đất nhà ở, phù hộ cho công việc làm ăn, cuộc sống luôn luôn suôn sẻ, bình an và mọi sự tốt lành. Để công việc thờ cúng được trọn vẹn, gia chủ cần chuẩn bị bài khấn mùng 2 Tết cùng với mâm cúng để con cháu thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh, ông bà, gia tiên trong gia đình, cầu mong một năm mới bình an vô sự. Thứ hai, văn khấn mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024. Văn khấn hóa vàng mùng 2 Tết. Nam mô A Di Đà Phật. Khấn lại đọc 3 lần. Con kính lại chính phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lại Ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lại Ngài Kim Niên. Con kính lại Ngài Đông Trụ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lại Ngài Thổ Địa Tôn Thần. Con kính lại Ngài Địa Chủ Tài Thần. Con kính lại các Ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Long Mạch Bản Gia Táo Quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Tỉnh chủ con tên là Tuổi, Ngụ Tại, Địa Chỉ. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024. Nhân tiết minh niên, đầu xuân năm mới, tính chủ con và toàn gia xin được chuẩn bị lễ vật cúng mùng 2 Tết 2024, gồm hương hoa, cơm canh lễ vật, gọi là lễ bạc lòng thành, xin dâng trước án, dâng cúng thiên địa tôn thần. Chúng con xin cúi đầu kính lại mời các vị tôn thần cai quản trong khu đất này về thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cầu mong các vị chư thần luôn phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con một năm mới bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành. Toàn gia chúng con lễ bạc tâm thành xin được kính lễ, của xin chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. 3 lần 3 lại. Văn khấn gia tiên ngày mùng 2 Tết. Nam mô A Di Đà Phật. Giái khấn đọc 3 lần. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Giái khấn đọc 3 lần. Hôm nay ngày mùng 2 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại địa chỉ nhà, tính chủ con tên là, cùng toàn gia kính bái. Con kính lại các cụ tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc huynh đệ và các hương hồn nội tộc ngoại tộc. Con kính lại các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tiên tổ. Nay nhân ngày đầu xuân năm mới, con đọc bài cúng mùng 2 Tết tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024. Toàn gia chúng con xin được chuẩn bị hương hoa, cơm bạc lòng thành tại dân trước án. Chúng con xin được tạ ơn đức trời cao biển rộng của tổ tiên
đã phù hộ che chở chúng con trong năm qua, tai qua nạn khỏi. Chúng con kính lại mời vong linh tổ tiên cùng về thụ hưởng lễ vật, nguyện cầu cho chúng con một năm mới bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành. Con kính cáo A Di Đà Phật. Văn khấn thần tài mùng 2 Tết. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Con kính lại chín phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lại Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Con kính lại Phật trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lại tổ tiên, chư vị hương linh, gia tiên, nội ngoại họ. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa mốc thấm nhuận, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn, tường trình. Tỉnh chủ chúng con tên là Ngụ Tại. Nhân tiết minh niên, sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dân cúng thiên địa tôn thần. Thiết nghĩ, tôn thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn, ngôi cao vạn trượng, uy nghi, vị chính mười phương biến hiện, lòng thành vừa khởi, tôn đức cảm thông. Của xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho con cháu mọi người quan hỷ, dinh xương, con cháu các tường kháng kiện. Mong ơn đương cảnh thành hoàng, đôi đức tôn thần bản xứ, hộ trì chúng con, gia lộc gia an, xả quái trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán, mùng hai đầu xuân, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức của tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tất cỏ báo ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước án. Kính mời các cụ tổ tiên, chư vị hương linh, gia tiên nội ngoại, cuối sinh giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con, minh niên khang thái, trú dạ các tường, độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc, ấm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tỉnh chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo, phụ mộc, cụ tại đất này, nhà này cùng về hâm hưởng lễ vật, giải tấm lòng thành, cuối sinh chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Thứ ba, cách làm mâm cúng mùng 2 Tết. Về cơ bản, cách cúng mùng 2 Tết cũng được chuẩn bị gần giống với ngày mùng 1. Tùy dùng miền khác nhau mà cúng cơm mùng 2 Tết sẽ có những món ăn, đồ cúng lễ riêng biệt. Lễ vật cần chuẩn bị để cúng mùng 2 Tết đó là nhang, hoa tươi, nước lọc, mâm ngũ quả, trầu cao, rượu, đèn nến, lễ ngọt, bánh kẹo, mâm cổ mặn, xôi, gà, bánh chưng. Thứ tư là các câu hỏi liên quan. Dân khấn mùng 2 Tết đọc giờ nào là tốt? Không có quy định cụ thể về giờ nên đọc dân khấn vào mùng 2 Tết. Tuy nhiên tốt nhất bạn nên đọc vào khung giờ từ 8 giờ đến 17 giờ là tốt nhất nhé. Vậy ai nên đọc dân khấn mùng 2 Tết? Người nên đọc dân khấn tốt nhất là gia chủ, hoặc có thể là vợ chồng của gia chủ đều có thể đọc được. Điều chính yếu là phải thể hiện được lòng thành tâm, kính trọng với các quan thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, lễ cúng rước ông Táo về nhà mang nhiều nét đẹp truyền thống và có rất nhiều ý nghĩa. Rước ông Táo về nhà là một dịp đặc biệt để mỗi gia đình bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng, vì các táo đã cai quản gian bếp và duy trì nếp sống sinh hoạt đều đặn cho cả nhà. Đồng thời đây cũng là dịp để nhắc nhở các thành viên trong gia đình phải luôn hòa thuận, yêu thương nhau và cư xử đúng mực. Trong video này hôm nay, chúng tôi xin được giúp quý Phật tử
biết cách chuẩn bị thực hiện lễ cúng rước ông Táo về nhà chiều 30 Tết đầy đủ, chỉnh chu nhất. Kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe. Trước tiên là dân khấn rước ông Táo về nhà ngày 30 Tết. Thứ nhất là rước ông Táo về nhà ngày nào? Theo quan niệm dân gian Việt Nam, cứ vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về thiên đình để trình báo mọi việc của gia đình dưới hạ giới xảy ra trong một năm với Ngọc Hoàng. Vì thế mà có tục cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời. Ông Công, ông Táo lên trời báo cáo thỉnh thị Ngọc Hoàng trong 7 ngày, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp. Những năm lịch âm không có ngày 30 thì làm lễ đón ông Công, ông Táo về vào ngày 29 tháng Chạp. Tuy nhiên cũng có người cho rằng không xác định rõ ngày đón vì ông Công, ông Táo về trần sớm hay muộn là do lịch làm việc cụ thể từng năm của thiên đình. Đến khi Ngọc Đế tuyên bố bế mạc hội nghị thiên tào phán sự thì Táo mới ra về. Thứ hai là lễ vật khấn rước ông Táo ngày 30 Tết. Thời gian cúng từ 23 giờ đến 23 giờ 45 phút đêm giao thừa Tết Nguyên Đán. Lễ vật chuẩn bị giống như khi đưa ông Táo. Dưới đây là những lễ vật và mâm cỗ bạn cần chuẩn bị để rước ông Táo về nhà. Bạn lưu ý là các lễ vật và mâm cỗ có thể thay đổi sao cho phù hợp với phong tục tập quán của từng khu vực và vùng miền nhé. Chuẩn bị lễ vàng mã, một tập giấy tiền vàng mã, áo hia mũ, hai mũ của Táo Ông và một mũ cho Táo Bà, và một số thỏi vàng bằng giấy cho ông Táo. Chuẩn bị mâm cúng, một đĩa muối, một đĩa gạo trắng, một đĩa thịt lợn luộc hoặc một con gà luộc, một đĩa chanh, một đĩa đồ xào, rau xào hoặc thịt xào, một bát chè ngọt, một đĩa hoa quả, một ấm trà, ba chén rượu, một quả bưởi, một quả cau và lá trầu, một lọ hoa cúc, một cành hoa đào hoặc một cành hoa mai. Nếu bạn là một người bận rộn thì có thể tham khảo thêm những mâm cỗ cúng ông Táo đơn giản để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nghi lễ. Thứ ba là cách rước ông Táo về nhà ngày 30 Tết. Việc cúng rước ông Táo về nhà phải đặt trong bếp. Khi cúng phải bật bếp lên cho cháy rực, mâm cỗ đề quề, cả nhà quanh năm sẽ được no ấm. Bài lạy cúng lên mâm và kê theo hướng đẹp, thuận lợi với gia chủ. Gia chủ thắp hương, nhang, rồi thắp vào bát gạo đã chuẩn bị sẵn. Sau đó bắt đầu cúi xin và đọc bài cúng xin rước ông Táo về nhà ngày Tết. Sau khi đã khấn xin xong, gia chủ đợi cho đến khi hương tàn thì tiến hành hạ lễ rồi hóa vàng. Như vậy là đã hoàn thành việc làm lễ rước ông Táo vào nhà. Thứ tư là dâng khấn rước ông Táo về nhà. Nam mô A Di Đà Phật ba lần. Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy Ngài Cựu Niên Đương Khai Hành Khiển, Ngụy Dương Hành Khiển, Mộc Tinh Hành Binh Di Thần, Tiêu Tào Phán Quan. Con kính lạy Ngài Đương Niên Thiên Quang, Trịnh Dương Hành Khiển, Thạch Tịnh Hành Binh Chi Thần, Liễu Tào Phán Quan. Con kính lạy các Ngài Ngũ Phương Ngũ Hổ, Long Mạch Táo Quân, chư vị Tôn Thần. Nay là phút giao thừa năm. Chúng con tên là sinh năm ngụ tại. Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, dạng tượng cánh tân. Nay ngày Thái Tuế Tôn Thần trên dân lệnh Thượng Đế, giám sát dạng dân, dưới bảo hộ sinh linh, tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều, để khuyết lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương, hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
chúng con kính mời Ngài Cưu Niên Đương Cai, Ngài Tân Niên Đương Cai, Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thành Quang, Chư Vị Đại Dương, Ngài Bản Sứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch Tài Thần, các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho tính chủ minh niên khai thái, trú giả các tường, thời thời giữ được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện, cúi xin chính phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, cúi lại ba lần. Quả tán theo góc nhìn đạo Phật. Theo quan điểm của Phật giáo, mỗi người có hai phần, phần thân xác và phần tâm linh, hay còn gọi là hồn và xác. Hồn là phần quan trọng, xác chỉ là đất nước, chết rồi chỉ về với cát bụi. Nhà Phật gọi xác là thân tứ đại, trong ngũ uẩn thì xác thuộc về sắc uẩn. Còn bốn uẩn còn lại là thuộc về tinh thần. Phần tinh thần khi bốn uẩn đó tan rã thì sắc uẩn về với cát bụi, còn bốn uẩn còn lại sẽ di chuyển về kiếp sau tái sinh một đời sống mới. Khi con người chết đi, tức thần thức không còn trên thân xác này nữa. Thân xác đã đến thời hoại diệt, nên thân này dù chôn xuống đất hay quả thiêu cũng không ảnh hưởng đến thần thức, đó là linh hồn hay nghiệp thức. Linh hồn tùy thuộc vào sự tạo lành ác khi thân xác còn sống mà chuyển nghiệp tái sinh và luân hồi lục đạo, hay thành Bồ Tát Phật. Nên theo quan niệm của Phật giáo, việc quả táng không ảnh hưởng gì đến linh hồn, cũng không hề gây khó khăn cho việc tái sinh, chuyển kiếp. Dòng linh được về trời hay xuống địa ngục là do chính bản thân ta quyết định khi còn sống trên thế gian. Tất cả đều do bản thân mình tự tạo ra, chứ không có ai từ bên ngoài có quyền tác động. Theo Phật giáo Ấn Độ, việc quả táng là làm theo phong tục sẵn có của Ấn Độ thời cổ, chứ không phải là một sự bắt buộc nhằm nhắc nhở rằng khi chết rồi thì đừng nên luyến tiếc gì nữa. Vì họ tin rằng trò cốt cuối cùng sẽ hợp nhất với lực đã khai sáng ra nó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi mất đã dặn các đệ tử quà tán, sau đó thu các xá lợi và chia cho các nước. Các đệ tử đã làm theo di huấn của Ngài. Các vị thánh tăng trước đây cũng quà tán. Quà tán rất sạch sẽ, văn minh, chúng ta không phải lắp xuống đào lên. Khi quả táng, vong linh sẽ không chấp trước vào thân xác. Bản thân vong linh cũng rất lợi ích, người sống cũng rất nhàn hạ. Tuy nhiên, việc Đức Phật có khuyến khích việc quả táng hay không, không hề được ghi lại. Việc này, theo các nhà nghiên cứu, nó không ảnh hưởng đến văn hóa tâm linh. Việc người quá cố có độ trì cho người sống hay không là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta, chứ không phải nhất phải chôn cất mới được người mất phù hộ. Người Việt quá quen với tập tục chôn sau khi chết. Quả táng có nên hay không? Cho đến nay vẫn là câu hỏi của nhiều người Việt. Vì từ xa xưa đến giờ, trong khi các quốc gia khác nhau có nhiều cách xử lý thân xác sau khi chết, còn ở Việt Nam đa phần là địa táng. Thậm chí có những vùng người thân trong nhà tập trung tiền của xây mộ thật to, thật tốn kém để mong được phù hộ, để làm ăn thuận lợi. Hiện tượng này chẳng qua là những cuộc phấn đấu của những người xưa kia khi nghèo, thua suốt người khác. Nay có tiền xây nhà mộ cho ông bà tổ tiên để được bù đắp, thỏa dạ lúc còn sống. Trong khi đó, ở các nước giàu có, văn minh, họ rất biết tôn trọng môi trường, nên các khu an táng nghĩa địa rất đơn giản. Các khu mộ gần như là đất bằng, chỉ có tấm bia, không lăng tẩm, không mồ mả cao to, cầu kỳ như ở Việt Nam. Thực tế là khi chúng ta địa táng, xây mồ mả đẹp
thì vong linh lại chấp trước, họ cứ quanh quẩn ở đó thì rất khó siêu thoát. Chính quan niệm có tính cố hữu này trong tâm trí của từng người Việt, nên việc thực hiện quà táng không quá phổ biến, vì họ sẽ chấp trước, tức giận khi cho rằng thân mình bị đau đớn khi bị lửa đốt. Quà táng giúp cho người sống xem nhẹ thân này và thấy được thân này rất giả tạm. Chúng ta không bị chấp mắc vào cuộc đời, và hơn thế nữa, giải quyết được vấn đề đất, người sống sẽ không phải lo thiếu đất. Cần khai thị cho người đã khuất trước khi quà táng. Trong những năm gần đây, thì hình thức quà táng sau khi chết khá phát triển và mọi việc có vẻ như rất yên ổn, không có vấn đề gì. Thế nhưng, có những gia đình giải quyết phần tâm linh không tốt, khiến cho vong linh chấp trước. Phần thần thức mến tiếc thân xác đó. Họ cảm thấy mình nóng, tức giận con cháu, nên có nhiều gia đình gặp những chuyện không vui sau khi quà táng. Chính những điều bạn chưa biết về quà táng và nghĩ rằng thân xác nếu mang vào lò thiêu sẽ thấy rất nóng đau đớn. Đây là hiểu lầm cơ bản, điều này xuất phát từ sự chấp trước do tâm chấp trước sinh ra mà thôi. Nhiều vong linh sau khi chết sẽ thấy nóng và về báo mộng cũng chỉ là họ chấp trước vào thân xác, trong khi sự thật không phải như vậy. Thế nhưng, cũng không thể ép hay áp đặt suy nghĩ của chúng ta lên người thân hay người đã mất được. Để xử lý tốt việc này, tránh sự hiểu lầm rồi gây ra những bất lợi cho cả người sống lẫn người chết, thì chúng ta phải khai thị. Việc khai thị nhằm mục đích giải thích cho họ hiểu rằng thân này không phải là của mình, không phải là chính mình, trước hết là của cha mẹ cho mình mượn. Chúng ta mượn máu, huyết của cha mẹ, sau đó ra đời mượn đất, nước đắp vào. Đến lúc chết rồi thì phải trả lại. Nhà Phật coi thân xác như chiếc áo. Mỗi kiếp chúng ta mặc vào, rồi hết hạn lại cởi bỏ ra. Cho nên trong nhà thiền từng nói, sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Nói cho người đó rõ quan niệm về thân, thần thức với thân có thể rời nhau để họ không chấp vào thân làm gì, vì không còn quan trọng nữa. Để người đó giác ngộ, họ tự nguyện rằng sau chết sẽ chấp nhận quà táng. Ta có thể khai thị cho người đó để họ giác ngộ trước khi chết, hoặc nếu người đó qua đời, ta sẽ khai thị cho vong linh để cho vong linh không chấp trước nữa. Họ đồng thuận với việc chọn hình thức quả thiêu. Phải đến khi họ hiểu và chấp nhận việc quả thiêu thì quá trình này mới diễn ra. Tránh để họ hoang mang, hoảng sợ, tưởng rằng người thân ép họ phải làm như thế. Đây là một việc làm rất quan trọng, bởi vì quan niệm chôn ở đất đã từ lâu quen với tập tục chôn sau khi chết. Cho nên chúng ta phải giải quyết khâu tư tưởng này trước đối với người sống, và đối với vong linh đều phải khai thị. Ba ngành nghề có phước lớn nhất. Những nghề có hậu là những công việc mang lại ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến xã hội và con người. Những người làm những nghề này đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng, để lại dấu ấn và di sản đáng kể. Thứ nhất đó là nghề nông dân. Nghề nông nghiệp là một trong những nghề có hậu nhất, đóng góp không thể thiếu vào sự phát triển và tồn tại của con người. Những người làm nghề nông nghiệp đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm, bảo vệ môi trường và duy trì sự cân bằng sinh thái. Nghề nông nghiệp đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, đó là thực phẩm. Những người nông dân là những người trồng trọt cây trồng, nuôi trồng động vật và sản xuất những nguồn thực phẩm quan trọng cho cộng đồng. Họ là những người tạo ra sự đa dạng và đủ đầy trong lương thực, đảm bảo rằng mọi người có đủ dinh dưỡng và thực phẩm an toàn. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, nghề nông nghiệp còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và duy trì sự cân bằng sinh thái.
những nông dân có thể áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, bảo vệ đất đai và tài nguyên nước, giảm thiểu sử dụng hóa chất và bảo vệ đa dạng sinh học. Họ đóng góp vào việc bảo tồn và phục hồi môi trường, đảm bảo rằng đất nước và tài nguyên thiên nhiên được thừa hưởng và sử dụng cho thế hệ tương lai. Nghề nông nghiệp cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia. Nông nghiệp tạo ra việc làm cho một phần lớn dân số, đặc biệt là trong các vùng nông thôn. Nó cung cấp thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nông dân và gia đình họ. Hơn nữa, nông nghiệp còn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác như chế biến thực phẩm, dệt may, công nghiệp gỗ và nhiều ngành khác. Nghề nông nghiệp không chỉ đáng được tôn trọng vì sự cống hiến của những người làm nghề, mà còn vì tầm ảnh hưởng và ảnh hưởng to lớn của nó đến sự phát triển bền vững của toàn cầu. Nghề nông nghiệp đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực của mỗi quốc gia và toàn cầu, đồng thời giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm và tăng cường sự tự cung tự cấp. Ngoài ra, nghề nông nghiệp còn tạo ra sự gắn kết với vùng đất, với nguồn gốc và văn hóa của mỗi quốc gia. Nông dân là những người gìn giữ và phát triển những phong tục, truyền thống và kiến thức nông nghiệp, truyền thống của địa phương. Nhờ đó, nghề nông nghiệp không chỉ là một công việc, mà còn là một phần quan trọng của danh lam thắng cảnh văn hóa và di sản của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nghề nông nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Biến đổi khí hậu, suy thoái đất, sự gia tăng dân số và công nghiệp hóa nông nghiệp đều ảnh hưởng đến hiệu suất và bền vững của nghề nông nghiệp. Đó là lý do tại sao sự đầu tư vào nghiên cứu công nghệ và đào tạo nông dân là cực kỳ quan trọng. Đồng thời, việc thúc đẩy các phương pháp canh tác bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng mạng lưới liên kết giữa các nông dân và thị trường cũng cần được ưu tiên. Nghề nông nghiệp là một ngành nghề quan trọng và đáng tự hào. Những người làm nghề này không chỉ cung cấp thực phẩm cho thế giới mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bền vững xã hội. Hãy tôn trọng và đánh giá cao những người nông dân vì họ là những nhà hùng biện trên cánh đồng, gìn giữ và phát triển nền tảng cho cuộc sống của chúng ta. Thứ hai đó là nghề bác sĩ, thầy thuốc. Tại sao bác sĩ lại thuộc ngành y đức? Mọi người đều biết nhiệm vụ của thầy thuốc là cứu người và chữa lành vết thương. Người ta gọi họ là thiên thần áo trắng. Thời xa xưa, thầy thuốc còn được gọi là ông thầy lang. Nghề y còn được gọi là nghề y học, là một trong những nghề có hậu và quan trọng nhất trong xã hội. Những người làm nghề y cam kết để chăm sóc sức khỏe và trị liệu cho con người, đóng góp quan trọng vào việc duy trì và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Y học là một lĩnh vực đa dạng và phức tạp, bao gồm nhiều chuyên ngành như nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, phụ khoa, da liễu, hô hấp, tim mạch, thần kinh, nha khoa và còn nhiều hơn nữa. Các y bác sĩ và chuyên gia y tế trong các lĩnh vực này được đào tạo chuyên sâu để chẩn đoán bệnh, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Nghề y yêu cầu kiến thức sâu rộng và kỹ năng phong phú. Các y bác sĩ phải học tập suốt đời để theo kịp sự phát triển của y học và các phương pháp điều trị mới. Họ phải sử dụng các công nghệ tiên tiến, trang bị những kiến thức y khoa và kỹ năng nghiên cứu để phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất. Nghề y mang lại không chỉ sự cứu sống và chữa bệnh, mà còn sự chăm sóc và tư vấn cho bệnh nhân. Y bác sĩ thường đóng vai trò là người dẫn đường, lắng nghe và đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị. Họ không chỉ chăm sóc về mặt vật lý, mà còn đảm bảo tâm lý và tinh thần của bệnh nhân được đồng lòng.
Nghề y đòi hỏi sự cam kết, đạo đức và trách nhiệm cao. Y bác sĩ phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức y học, đảm bảo sự công bằng tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân. Họ phải làm việc trong điều kiện áp lực và căng thẳng, và luôn sẵn lòng đối mặt với những tình huống khẩn cấp và khó khăn. Nghề y là một sứ mệnh cao cả, với mục tiêu cuối là sự phục hồi và bảo vệ sức khỏe của con người. Nghề y không chỉ giúp chữa trị bệnh tật, mà còn đóng góp vào việc phòng ngừa bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Y bác sĩ thực hiện các công việc như khám bệnh, chẩn đoán bệnh, yêu cầu xét nghiệm, kê đơn thuốc và thực hiện các thủ tục y tế như phẫu thuật và điều trị. Ngoài ra, nghề y còn bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu y học và phát triển công nghệ y tế. Những nhà nghiên cứu y học và nhà khoa học y tế đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về các bệnh tật, phân tích dữ liệu y tế, phát triển phương pháp điều trị mới và cải thiện công nghệ y tế để đem lại những giải pháp tiên tiến và hiệu quả hơn cho bệnh nhân. Nghề y mang lại những thách thức và trách nhiệm lớn. Y bác sĩ phải đối mặt với sự đa dạng của các bệnh tật và tình trạng khẩn cấp. Họ cần có khả năng phân biệt và chẩn đoán bệnh chính xác, đồng thời áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả. Y bác sĩ cũng phải làm việc trong nhóm y tế, giao tiếp và cộng tác với các chuyên gia khác như y tá, nhân viên y tế và chuyên gia tư vấn để đảm bảo sự chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Nghề y không chỉ là một nghề có hậu, mà còn mang lại sự thỏa mãn và tình yêu đối với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe. Cảm giác khi khám phá, chẩn đoán và điều trị thành công một bệnh nhân là không thể đo lường bằng bất kỳ điều gì khác. Đó là sự biết ơn và lòng tri ân từ những người mà y bác sĩ đã giúp đỡ và chữa lành. Bác sĩ là người nhân từ và giàu lòng nhân ái, nên bác sĩ cũng là nghề được mọi người kính trọng nhất và có nhiều phước đức nhất. Nếu người thầy thuốc chữa bệnh bằng cái tâm, thì chính họ đang hiến tặng hoa thơm cho đời, lương y như từ mẫu. Người làm y bác sĩ mà làm bằng cả cái tâm thì phước dày vô cùng tận. Ngày thứ ba là thầy giáo. Ngoài thầy thuốc hay nông dân, thì thầy giáo cũng là một trong những ngành nghề có hậu đáng để được kính trọng nhất trên đời. Người xưa tôn thầy là ông, nay ta ví thầy như người làm giường, ví thầy như kỹ sư tâm hồn con người. Ta cũng ví thầy như con tầm xuân và tơ, những ngọn nến thắp sáng tri thức của con người. Thầy giáo là người truyền thụ luân lý, đạo đức, tri thức, giá trị quan niệm, dạy cho con người quy phạm hành vi trong đối nhân xử thế, và cũng là biểu tượng của đạo đức. Hơn nữa, người thầy khi truyền đạt kiến thức cũng phải dùng nhân duyên, đạo đức, nhân cách của chính mình để dạy dỗ bằng giới và hành, nên mới có câu tôn sư trọng đạo. Hơn nữa, từ xưa cho đến nay, lòng kính trọng của người ta đối với thầy cô có thể nói là vô song. Theo những câu nói hay về nghề giáo, có câu: một ngày làm thầy, cả đời làm cha, cho thấy nghề giáo cao quý biết bao. Người làm thầy, ngoài việc đem lại kiến thức cho học sinh, thì việc định hướng cho học sinh của mình đi theo những con đường đúng đắn, thiện nghĩa cũng mang lại nhiều âm đức lớn lao. Là học trò thì cũng phải biết uống nước nhớ nguồn, lịch sự, lễ phép với thầy cô giáo đã từng dạy dỗ mình thì mới có nhiều phước đức được. Còn người vô ơn, quá cầu rút dáng, khinh thường thầy cô giáo thì không có phước.